Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop có tên là Coco Game. Thì mình sẽ nhận được 100 tóc cần có cái hiệu lực CCR nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình làm tắt chatbot nè. Rồi, video đầu tiên các bạn cho đến group nè. Rồi bạn bắt đắp lên, tóc cần này giá bay khá là cao ta, 0.015 đô chuột tóc cần. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn, tiếp tục trên tiếp kênh seller. Rồi bạn bắt đắp lên, tiếp tục follow tàu Twitter nè. Trên tàu Twitter các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn vào đây bot tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Bạn like nè, các bạn chỉ dẫn như tàu Twitter nè. Tăng 3 người bạn mình vào nè, có cộng hẹn như người bạn của tất cả các bạn nè. Tàu Twitter lên nè. Sau đó các bạn rút con Silver nè. Trên con Silver thì các bạn login vào các bạn. Email cậu bấm login. Rồi các bạn bấm up to wallet luôn đi các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào, tôi cũng phải là người máy nè. Sau đó bấm vào what now for Coco Game nè. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên. Các bạn bấm vào trò này đó. Submit Telegram, username Telegram thì các bạn nhấp vào ba anh cùng nữa. Vào setting nè các bạn copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi lại cho bot nè. Tiếp tục submit đường link join group controller, khao gỡ là username Telegram tiếp tục. Rồi tiếp tục mở địa chỉ bên B sao máy trên bet 20 trên YouTube của các bạn nha các bạn. Không biết nó có lộn không nữa sao mà sao chép. Con chuột nè. Tiếp tục các bạn nói có chút con Silver bấm don nè. Sao nó phải báo rồi. Rồi bấm balance đi check số cần để kiếm được nè các bạn. Ok mình đã nhận được 100 token CCR nữa các bạn. Coi gì bán ghép chia sẻ trong bè những thằng mới kiếm được token các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.